số hộ dân họ ở trên lầu ở đất thì họ cho thuê, ở đây rất là đắt giá. Ở đây là giao lộ Bùi Viện và Đỗ Quang Đậu, theo hướng này mình sẽ đi về đường Bùi Chu. Bây giờ thì video xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV nha. Em chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường đường Nguyễn Thái Học. Đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về quận 4 thông qua cầu Ông Lãnh và đi ngang cái chợ trái, chợ Cầu Muối. Chợ Cầu Muối năm xưa. Rồi ở đây chúng ta có cái trường Đồng Khởi. Trường tiểu học Đồng Khởi và bên kia là trường Stenerman, là trường nữ sinh ngày xưa. Theo hướng này chúng ta sẽ đến đường Trần Hưng Đạo, đến chợ Bến Thành. Trục đường này là trục đường Trần Hưng Đạo, đây là giao lộ của Trần Hưng Đạo và với Nguyễn Thái Học. Hành trình hôm nay, tối nay chúng ta sẽ đi giải đáp mắc một số của chú anh chị và các bạn. Có lẽ các chị bạn ở xa lên Sài Gòn thì không biết phố Tây Bùi Viện là ở đâu, thì hôm nay em sẽ làm một cái video nói về phố Tây Bùi Viện. Thì phố Tây Bùi Viện nằm ở ngay giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, và bên hướng chúng đây chúng ta sẽ bắt đầu đi đầu đường Bùi Viện. Đầu đường Bùi Viện là giao với Nguyễn Thái Học và Trần Hưng Đạo luôn. Chỗ đây chúng ta có cái mũi tàu nhỏ nhỏ nè. Nếu các chị các bạn mà không biết á, thì chúng ta coi bản đồ ha. Đầu ngay chợ Bến Thành thì ngay chợ Bến Thành rồi có cái đường nhỏ nhỏ đường Bùi Viện. Con đường Bùi Viện thì là con đường ngắn thôi. Nơi đó tập trung rất là nhiều người nước ngoài. Đây chúng ta đợi đèn xanh mình qua đường nha. Ở phố Tây Bùi Viện có cái gì? Buổi tối thì có quán bia, rồi đặc sản là bia, đặc trưng là sống về đêm, không có ngày nghỉ. Đây chúng ta đang ở giao lộ Trần Hưng Đạo nè, Trần Hưng Đạo và Bùi Viện. Đây chúng ta nhìn qua bên đường Trần Hưng Đạo thì có cái Lotteria bán gà rán giống như KFC vậy đó. Rồi bên đây là Nguyễn Thái Học, và một bên nữa Nguyễn Thái Học. Ở đây có cái trà Phúc Long, thương hiệu rất là nổi tiếng. Rồi hành trình chúng ta sẽ bắt đầu đi Bùi Viện nha. Ngay đầu đường Bùi Viện chúng ta thấy có cái club, không, bây giờ thành quán cà phê rồi, Coffee Real. Nên ở đây cũng là nhà của bạn Bùi Viện luôn nè. Chúng ta bắt đầu đi vô phố Tây nha. Cái điểm đặc trưng của cái phố Tây này là đa số là các quán bia, rồi ở đây thì có cái quán phở, phở cuốn, phở nhiều màu, phở hai tiền cũng rất là nổi tiếng.
các bạn muốn làm thêm thì ở đây cũng có mấy quán bar, quán cà phê để chúng ta phục vụ. Học tiếng Anh cũng rất là hợp lý. Đó, quán cà phê nè. Còn các anh chị và các bạn, nếu ta đã từng đến đây rồi thì cho em xin cái comment nha, chia sẻ để cho các bạn ở xa có dịp hiểu thêm về những khu phố Tây này. Ở đây thì cũng có rất là nhiều khách sạn, đồ đẩy xe hàng rong, bánh tráng trộn. Bánh mì thịt nướng. Ngoài đây cũng có, chúng ta có thể ra đây giữ xe cũng được. Nếu mà các bạn làm tiếng Anh thì mình lên đây mình làm trong mấy quán bar nè. Cũng rất là thú vị ở đây ha. Cái con phố này thì chúng ta đi cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay sẵn dịp có một số bạn ở các tỉnh xa đó, họ muốn lên đây nhưng mà họ không biết ở đây ở đâu. Thông qua video này thì quý các bạn có thể tìm ở quận nhất này, ngay trung tâm quận nhất luôn. Bây giờ là 8 giờ tối. Đến đây là giao lộ của đường Đề Thám và Bùi Viện. Nếu quẹo trái thì chúng ta sẽ đi về đường Trần Hưng Đạo, chợ Cầu Muối. Còn quẹo phải này mình sẽ đi về công viên 23 tháng 9. Ở đây cũng có rất nhiều dịch vụ massage rồi tóc tóc rồi khách sạn. Bữa nay thì cuối tuần chủ nhật nên không được chạy xe vào cái khu vực này ha, nên chúng ta thấy là đi bộ không thôi. Bắt đầu đây là đi bộ thôi, không có chạy xe. Rất là đông vui. Thứ bảy chủ nhật là khu này có công an, người ta chặn đường nè, không cho cái phương tiện đi lại, nên mình cảm thấy rất an toàn ở cái khu vực này nha. Tha hồ chụp hình. Buổi tối lên đèn rất là đẹp luôn. Và buổi tối chúng ta xem nhiều cái màn biểu diễn rất là đẹp.
dài. Chỗ ta chỗ người rồi chúng ta đi tiếp nha. Ở đây buổi tối rất là nhộn nhịp, không thích hợp cho người lớn tuổi ha. Rất là ồn ào. Ở đây thì cũng có một số hộ dân họ ở trên lầu, ở đất thì họ cho thuê. Ở đây rất là đắt giá. Quán bia lề đường. Thank you.
trời sinh với một đứa trẻ là tội nghiệp ha. Tuy là phố đi bộ nhưng cũng có số người nhà họ trong hẻm á, họ đi ra và họ đi ra đường khác, còn ở ngoài thì không được chạy vô ha. Có những cái hẻm nhỏ mình đi thông ra được Trần Hưng Đạo luôn nè. Đây là giao lộ Bùi Viện và Đỗ Quang Đẩu. Theo hướng này mình sẽ đi về đường Bùi Chu, đường Tô Hữu Tùng năm xưa, Tô Hữu Tùng ngày nay, Bùi Chu ngày xưa đó. Rồi chúng ta đi tiếp đến đường Cống Quỳnh nha. Một số hình ảnh ở phố Tây Bùi Viện gửi cô chú anh chị và các bạn, chúng ta có một số thông tin để mình đi đến và vui chơi, giải trí cũng như nhu cầu làm việc ở đây. Đình ông Quang Thánh. Rồi bây giờ thì video xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV nha. Hẹn gặp lại các chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.